chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với TechMag Việt Nam và mình là Trang đây. Như các bạn cũng đã biết là mới đây, Apple đã đưa ra một cái lời mời chính thức về sự kiện ra mắt iPhone 12 vào ngày 13 tháng 10 sắp tới đúng không? Thì trải qua một cái thời gian khá là dài rồi, thì iPhone đã trở thành một trong những cái dòng điện thoại được người Việt Nam mình yêu dùng cũng như là sử dụng nhiều nhất luôn. Và trên thực tế là iPhone đã được người Việt Nam mình yêu thích từ những ngày đầu tiên nó ra mắt rồi cơ. Mình còn nhớ là khoảng 12 năm về trước đi, cái lần đầu tiên mà iPhone xuất hiện tại Việt Nam á, mặc dù là nó có cái vẻ ngoài cũng như là cấu hình chưa có được mạnh mẽ và hoàn thiện nhất, nhưng mà cái giá bán của nó vào lúc đó vẫn rất là cao luôn. Và cũng giống như cái tiêu đề của video ngày hôm nay, đó là tại sao những chiếc iPhone đầu tiên khi mà về Việt Nam lại có giá cao như vậy mà không sử dụng được. Tức có nghĩa là sao? Ngày hôm nay, Trang sẽ cùng với các bạn tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến lý do tại sao những chiếc iPhone đầu tiên về Việt Nam nó lại có cái giá cao như vậy nhưng mà các bạn lại không sử dụng được. Thứ nhất là để có thể sở hữu được những chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới thì tất nhiên là các bạn phải bỏ một cái thời gian và công sức nhiều hơn người khác rồi đúng không? Cái việc đầu tiên là mấy bạn phải bay qua những nước khác nè, những cái Apple Store trên thế giới khác để có thể chạm tay được vào những cái chiếc iPhone đầu tiên luôn. Thì người Việt Nam mình á thì thường sẽ bay sang cái Apple Store ở bên Singapore là nhiều nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Apple Store Singapore thì nó là một trong những cái store mở bán sớm nhất và có mức giá hợp lý nhất. Và bên cạnh đó thì nó cũng gần Việt Nam mình nhất nữa. Cho nên là để cho thuận tiện thì người Việt Nam mình hay qua đó mua nhiều nhất. Rồi, vậy thì sau khi mà bay qua những cái store đó để mua hàng thì các bạn có thể rinh những chiếc iPhone đầu tiên vào Việt Nam. Và tất nhiên là cái mức giá của nó sẽ không hề rẻ một chút nào rồi. Giờ mấy bạn cứ thử nghĩ đi ha, hàng mới cống luôn, còn nguyên chưa ai có đâu cái trơn á. Ở Việt Nam chưa ai sở hữu nó hết. Mà bây giờ các bạn đã có được nó rồi, thì nếu như các bạn đòi hỏi là nó có một cái mức giá giống như là iPhone bình thường khi mà Apple đã mở bán chính thức rồi á, thì chắc chắn đó là chuyện không thể rồi. Làm gì có cái chuyện mà được sở hữu những chiếc iPhone đầu tiên mà với mức giá rẻ đâu, đúng không? Chuyện rõ ràng quá rồi. Vậy thì ở chỗ này sẽ có một vài người đặt ra một cái câu hỏi là ủa, với cái mức giá cao như vậy mà khi các bạn mua về cũng đâu được active để sử dụng đâu, đúng không? Vậy thì mua về để làm gì? Để cho đẹp hả? Để trưng hả? Hay là để khoe, hay là để cho lóa mắt công dân? Câu trả lời nó nằm ngay ở câu hỏi của mấy bạn rồi đó. Tất cả những cái điều nãy giờ mấy bạn nghĩ đều đúng là sự thật mà. Bây giờ cứ thử nghĩ đi ha. Mấy bạn sở hữu một cái món đồ mà chưa ai chạm tay được tới hết á. Ở Việt Nam chưa có ai được có hết. Vậy thì sao? Tất cả mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào bạn đúng không? Vậy thì khi đó, những cái đơn vị khác nếu như muốn chụp hình những cái con iPhone đầu tiên thì có phải phải thông qua bạn không? Rồi, những cái người reviewer như mình, nếu mà muốn có được chiếc điện thoại để review đánh giá sản phẩm thì có phải tụi mình cũng phải đi kiếm bạn và thông qua bạn không? Cảm giác giống như là cả thế giới đang vây quanh mình vậy á, kiểu như tập trung ở một chỗ thôi á. Vậy thì thích mà đúng không? Cái cảm giác đó nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi á. Đó vậy là nó cũng là cái lý do lớn nhất và hầu như là nó chiếm hết 80% rồi. Và bên cạnh đó thì không phải là những chiếc iPhone đầu tiên các bạn đưa về Việt Nam không sử dụng được đâu, mà là các bạn phải đợi cho tới cái ngày mà Apple mở bán chính thức trên toàn thế giới á, thì mấy bạn mới được active cái chiếc điện thoại đó lên và sử dụng ha. Chứ không phải là nó phế hay gì đâu, là chỉ là mình đợi thôi á, thì nó cũng không có gì quá là to tát đâu. Nói cái việc mà bạn sở hữu những cái chiếc iPhone đầu tiên thôi á thì cũng đủ để cho các bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. Bên cạnh đó thì thị trường Việt Nam cũng không nằm trong một trong những cái nơi được mở bán đầu tiên của iPhone đâu. Tuy nhiên là trong những cái năm trở lại gần đây á, thì ngay khi mà iPhone lên kệ thôi thì đã có rất là nhiều thương nhân xách tay những chiếc iPhone đầu tiên vào Việt Nam để thỏa cái cơn thèm khát của người hâm mộ iPhone nói riêng ha, và toàn bộ những người yêu thích smartphone nói chung. Nhưng mà năm nay do cái sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì cái việc mà bay qua lại giữa những cái Apple Store trên thế giới nó không còn dễ dàng như trước nữa. Nên là mình cũng không chắc là có thể order hay là bằng cách nào đó đưa những cái chiếc iPhone đầu tiên vào Việt Nam trước khi mà Apple mở bán chính thức hay là không. Mà để biết được điều này thì chúng ta cứ tiếp tục hóng hớp cùng nhau xem là có ai làm được chuyện đó hay không thôi. Ok, và đó là một số những cái quan điểm của mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về việc nếu như các bạn có một số tiền lớn trong tay thì các bạn có sẵn sàng bỏ nó ra
để sở hữu những cái chiếc iPhone đầu tiên mà chưa ai có được ở Việt Nam hay không? May nó về Việt Nam và sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người. Thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại một comment của các bạn ở bên dưới cho mình biết với nha. Đây là Tech Mag Việt Nam, còn mình là Trang. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nha.